ngày nay chúng ta mê thất tự tánh hoàn toàn không tương ưng với a lại gia ý niệm của chúng ta bản thân biết được niệm trước việc rồi niệm sau liền khởi lên chúng ta biết là niệm vô cùng vô cùng thô vậy ý niệm gì thì bản thân ta không biết được một cái khảy móng tay 32 ức trăm ngàn niệm Chúng ta làm sao hiểu được bờ Tát Di Lạc nếu như không nói Chúng ta căn bản không biết được Cho nên tâm này gọi là gì? Gọi là tâm sanh diệt Tốc độ sanh diệt nhanh quá Cảnh giới do tâm sanh diệt biến quá ra Chính là y bảo chánh bảo trang nghiêm Của thập pháp giới Thập pháp giới bao gồm sáu đường Toàn là giả thôi Hiện tượng trong này đều là huyện tướng Hiện tượng này đến như thế nào? Là niệm thiện, niệm bất thiện Của chúng ta chiêu cảm đến Tức là cảm ứng biến hiện trạng niệm thiện niệm bất thiện của chúng ta cũng là giả cho nên thiên đường và địa ngục cũng không phải là thật con người tâm thiện hành vi sẽ thiện ban đêm nằm mơ cũng thiện con người ý niệm ác hành vi ác nằm mơ cũng phải ác mộng chính là ý nghĩa này vậy đều không phải là thật Nếu như chúng ta hiểu rõ được Hiểu thấu suốt được chân tướng sự thật này rồi Thế gian này có tai nạn gì Tai họa gì Quý vị còn để trong lòng sao Không có Sẽ không để trong lòng nữa Chúng ta tuy chưa chứng đắc pháp thân Cũng đạt được một chút giải thoát Giải thoát là gì? Dùng lời nói hiện nay là tự tại Đã được một chút tự tại Thật sự hiểu rõ rồi Lời của Phật Chúng ta lý giải được Chúng ta thể hội được Phật dạy chúng ta trung thực niệm Phật Câu sanh tịnh độ vì sao vậy? Vì pháp môn này, con đường này Thật sự có thể giúp đỡ chúng ta Trong một đời này chứng đắc Viên mãn vô thượng bồ đề Cũng chính là nội chuyển a lại gia Thành đại viên cảnh trị Chúng ta định thế giới cực lạc Học tập với a di đà Phật phải tin tưởng A-di-đà Phật Không thể hoài nghi A-di-đà Phật là một vị mà tất cả chư Phật đều tán thán. Chư Phật xưng tán A-di-đà Phật Nói Ngài là quan trung cực tôn Phật trung chi dương có thể học tập với ngài đây là điều thù thắng vô cùng trong phật pháp đại thừa không tìm ra bậc thứ hai như vậy chúng ta có thể bỏ qua cơ hội này sao Người nào có trí tuệ Chúng ta đã rõ ràng rồi Người niệm Phật cầu sanh tịnh độ là trí tuệ đệ nhất Thật sự có trí tuệ Làm việc khác thì xa nhiều rồi Vì sao vậy Làm việc khác quý vị không thành tựu được Vì sao không thành tựu được Quý vị tự nghĩ nghĩ xem Giọng tưởng phân biệt chấp trước của quý vị Có thể buông bỏ được không Quý vị không buông bỏ được Làm thế nào Quý vị không ra khỏi lục đạo luân hồi Đó chính là điều trong kinh này nói khổ quá Khổ quá rồi Đời đời kiếp kiếp oan oan tường báo Không ngừng không dứt làm những việc thế này Tuy cũng không phải là thật Mộng không phải là thật nhưng trong mộng có cảm thọ khổ là Đó không phải là giả Gặp ác mộng giật mình toát mồ hôi lạnh Tỉnh lại mày quá chỉ là mộng thôi Nếu không cũng mất cả mạng rồi Quý vị xem tham sống sợ chết Đây là giọng niệm hiện tiền cho nên giấc mộng này đã mê lâu lắm rồi đã vô lượng kiếp rồi có lẽ nên tỉnh lại rồi không nằm mơ nữa vẫn cứ nhớ tới cảnh giới trong mộng vậy là sai rồi sai lầm lớn nhất cảnh giới trong mộng không nên dưỡng bận theo nó nữa